giờ thì như thế nào ạ? Rất là vui ạ. Áo cam sắp phổ nát. Bây giờ thế tao rồi. Ờ đúng rồi, vậy thì em dự đoán là chúng ta sẽ chiến thắng bao nhiêu quả? Em bô lên 10 không để học hết. Sit down. Bây giờ cảm xúc của bạn là như thế nào ạ? Cảm xúc của mình rất là sôi động như bây giờ. Đó, đó, đó. Ok, vậy thì hôm nay bạn đến đây xem với mục đích gì nhỉ? Vậy thì trong ngày hôm nay thì bạn dự đoán là đội chúng mình sẽ chiến thắng bao nhiêu quả? Với tình hình hiện tại thì mình đoán là chắc là 2 quả. 5 quả hả? Mình rất vui là hào hứng khi được đến đây và tham dự được cầu thủ đầu tiên của MTV Bonnie đi. Đây ạ, thế thì các bạn dự đoán hôm nay trường chúng ta sẽ thắng bao nhiêu giá nhỉ? Tình hình thái độ hiện tại khá là căng, mình nghĩ là